各位与会贵宾，亲爱的越南姐妹弟兄们，大家午安，大家好，欢迎各位今天莅临播控参加由驻台北越南经济文化办事处与台湾越侨协会主办以及高雄市越南同乡会协办的庆祝越南社会主义共和国国庆71周年联欢会。 Chúng ta cùng đứng dậy để làm lễ chào cờ và hát quốc ca Việt Nam. 首先请各位请起立， 让我们一起奏唱越南国歌。 Thế giới rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.
Kể từ ngày đó, ngày 2 tháng 9 đã trở thành ngày quốc khánh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 1945年的秋天, 9月2日, 在50万百姓的热情参与下, 我们尊敬的胡志明主席在首都河内的巴亭广场宣读越南独立宣言, 从此越南民主共和国正式诞生, 之后国号改为越南社会主义共和国, 因此每年的9月2日 便成为我们的国庆节。 trải qua 71 năm kể từ khi thành lập nước, đất nước Việt Nam đã vững bước chuyển mình và không ngừng phát triển. Kể từ khi cải cách mở cửa năm 1986, đặc biệt là 20 năm trở lại đây, chúng ta từ một nước nông nghiệp đến nay đang dần trở thành một nước công nghiệp, thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư và đang trở thành một ngôi sao sáng của châu Á. 这71年来, 越南进入蜕变, 正在突飞猛进的发展进行中, 从1986年改革开放开始, 尤其是近20年来, 越南已经从一个农业国家转变为高度工业化的开发中国家, 并不断与国际接轨, 吸引许多外商大量投资, 成为亚洲一颗闪耀的星星, 东方之星。 Và để kỷ niệm sự kiện quan trọng và ý nghĩa nhất trong năm nay, một loạt các hoạt động chào mừng đã được diễn ra tại khắp các thành phố lớn tại Đài Loan. Và ngày hôm nay, hoạt động đã đến với thành phố biển Cao Hùng xinh đẹp. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam và chào mừng đoàn nghệ thuật Việt Nam đã đến với Cao Hùng. 今天在台湾的各大城市均举办大型活动来庆祝如此重要的节日。 今天活动来到美丽的港都高雄，请各位先用你的掌声欢迎我们越南文艺团，让大家先感受到我们高雄人的热情。 Vâng, và sau đây tôi xin phép được giới thiệu các vị quan khách đến tham gia chương trình. 现在为各位介绍我们与会的贵宾。 Ông Trần Duy Hải, chủ nhiệm văn phòng Văn hóa Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc. 首先是越南驻台北越南经济文化办事处陈维海陈代表。 Ông Vũ Văn Long, chủ tịch Hiệp hội Việt Kiều tại Đài Loan. 台湾越侨协会吴文龙吴理事长。 Ông Dương Minh Châu, thư ký trưởng chính quyền thành phố Cao Hùng. 高雄市政府杨明洲杨秘书长。 Bà Lê Thị Thu Hằng, vụ trưởng vụ văn hóa Ủy ban người Việt tại nước ngoài. 越南侨委会文化司 黎世秋恒司长。 Ông Triều Đông, tổng giám đốc tập đoàn Trung Cang. 中钢总经理翁朝栋翁总经理。 Ông Hầu Minh Phong, giám đốc bệnh viện Tiểu Cảng. 小港医院侯明峰侯院长。 Bà Phạm Tuyển Lục, cục trưởng cục giáo dục Cao Hùng. 高雄市教育局范训练范局长。 Bà Tăng Tư Văn, cục trưởng cục du lịch Cao Hùng. 观光局曾之文曾局长。 Nghị sĩ Nghị viện thành phố Cao Hùng, ông Trần Tín Du. 高雄市陈信瑜陈议员。 Ông Ngô Ích Chính. 吴益政吴议员。 两位贵宾。 不好意思，我们再补一位，我们今天的康议长。 Và xin bổ sung một nghị sĩ là bà. 谢谢各位。 康议政, xin cảm ơn. 我们先邀请 陈维海陈代表，让上来为我们致辞勉励一下，请大家。高雄市秘书长，杨秘书长，康议长，还有议长，还有各位贵宾，各位朋友，下午好。哇，今天非常高兴出席。 庆祝越南70周年国庆节的活动，受到了高雄市的支持，我们跟越侨协会，能请国家国越南国家表演团过来，给越侨越南在高雄。 表演，现在你们新政府是举办举行新南向政策，所以是不只是经济合作，
越来越密切啊，自己文化交流也越来越密切。今天我代表越南文化办事处向高雄政府和各位赞助单位表示衷心感谢。我宣布现在东方之行的节目正在开始，谢谢大家。成立一下，秘书长，康议长，各位高雄市的同仁，各位侨胞，大家好。我在这边由衷的感激我们高雄市政府的所有同仁协助跟这个帮忙，来完成今天这个72周年我们国家的国庆。我在这边向所有各位高雄市的同仁说这一声谢谢，谢谢大家。我们侨胞们这是第一次在高雄市举办我们越南国庆，希望大家以欢欣鼓舞的精神来参与这次活动，谢谢大家，谢谢。谢哈，今天在座的各位贵宾有我们的越南驻台北经济文化办事处的陈大使，还有我们越南这一个侨委会文化司的黎世秋恒司长，那还有我们越侨协会的吴文龙理事长，还有各位越南的贵宾，那么我们市议会的康议长，那还有我们市政府的范局长曾局长、黄局长，还有我们民政局的陈副局长。另外呢，在这里也要特别的感谢我们中钢公司的翁总经理，还有李副总经理，那么对于这一个活动经费的赞助。那今天现场的贵宾各位好朋友，大家午安，大家好。xin trân trọng kính chào tất cả các quý vị đến từ Đài Loan và Việt Nam, và cũng xin cảm ơn sự tài trợ của tập đoàn Trung Cam cho chương trình. 今天非常的荣幸能够代表高雄市长陈菊来参加我们越南9月2日的国庆，参加今天的71东方之星闪耀在台的国庆演唱会。Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho thị trưởng thành phố Cao Hùng và Trần Cúc đến tham gia liên hoan chương trình chào mừng 71 năm quốc khánh của nước Việt Nam. 那我们刚刚也看到了由我们越南侨委会文化司所带领的这一个越南的国家义工队这么精彩的表演。那这个表演也可以让我们越南的好朋友，在台湾的好朋友，还有我们的新住民来参与我们这个传统的活动。Ở đây chúng tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn vụ trưởng vụ người Việt tại nước ngoài đã mang một đoàn nghệ thuật rất là phong phú đến để phục vụ cho các bạn Việt Nam, những người đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, đang lại tại Đài Loan. 那另外呢，也可以让我们在台湾的市民朋友，我们台湾的朋友，透过这次的活动来了解并且来认识我们越南的文化，对于两国的这一个文化的交流，这次的活动是非常有意义的。và trong cái hoạt động này thì cũng góp phần cho những người Đài Loan chúng tôi hiểu biết thêm về văn hóa của Việt Nam, tăng cường thêm về giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan. 那我们高雄是一个多元文化汇集的一个城市，那么呢，目前在高雄有我们越南的好朋友在高雄的工作，总共有12411人。那么新住民的部分也有10994人。và thưa quý vị, hiện nay thì tại thành phố Cao Hùng đây thì có rất nhiều các bạn Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Cao Hùng. Cụ thể như là số lượng về những người lao động tại Cao Hùng hiện nay đã đạt đến là 12.000 người, và các chị em là cô dâu Việt Nam đang sinh sống tại Cao Hùng cũng đạt đến trên 19.000 người. 那新住民的部分，在高雄10994人是整个东南亚新住民
在台湾是在高雄最多的一个国家啊。那我们高雄呢，跟越南的地缘关系是跟东南亚是最接近的。那么目前一个礼拜有17个航班。và có thể nói là sự qua lại giữa Cao Hùng và Cao Hùng cũng là cái thành phố mà có nhiều người Việt Nam đang sinh sống nhất tại đây và hiện nay thì có rất nhiều các chuyến bay từ Cao Hùng về Việt Nam cụ thể là một tuần có đến 7 chuyến. À, 应该是每天啊，每天有17个航班。và cụ thể là hàng ngày là có 7 chuyến bay về Việt Nam. 那么我们这个天天呢？都可以从台湾直飞到我们的胡志明市跟河内市。那目前我们越捷航空也已经宣布，从12月开始会增开高雄到胡志明的这一个直飞航线。và có một thông tin cũng rất là mới, đó là hãng hàng không Vietjet sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm nay mở chuyến bay từ Cao Hùng bay thành phố Hồ Chí Minh.那对于我们两地的往返会更加的方便。那我们目前新政府的推动的新南向政策，那高雄市也积极的参与，那么也非常的希望高雄或者是我们台湾能够跟越南有更多的交流。và cũng chính vì vậy là chúng ta thấy cái sự thuận tiện đi lại giữa Cao Hùng sang Việt Nam và đặc biệt thì hiện nay chính phủ Đài Loan đang thúc đẩy cái chính sách Nam tiến mới và Cao Hùng chúng tôi cũng đang tích cực để mà tham gia vào cái chương trình này và hy vọng rằng cái sự giao lưu giữa Cao Hùng và các thành phố tại Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp. 那我们观光局也即将在明天到越南的胡志明市。参加当地的旅展，那我们希望透过这个旅展，让我们的越南的好朋友能够更加的了解高雄，能够到高雄来观光。và ngày mai thôi thì cục du lịch của thành phố Cao Hùng có tổ chức một đoàn đi sang thành phố Hồ Chí Minh để tham gia về triển lãm du lịch tại Việt Nam và chúng tôi hy vọng là sẽ mang thêm nhiều tài nguyên về du lịch ở Cao Hùng giới thiệu cho các bạn bè tại Việt Nam. 最后，再一次代表陈菊市长。祝福我们越南的国庆。那另一方面，我们也希望透过这个活动，让我们在高雄的新住民，以及我们的新住民的第二代，还有我们在高雄工作的我们越南的好朋友，能够认识我们当地的文化。那我们高雄的市民，台湾也能够透过这个活动，来更加认识越南的文化，增加两地的交流。那最后。再一次祝福现场的各位贵宾、好朋友，大家身体健康，谢谢。好，và cuối cùng thì xin được một lần nữa chúc mừng Quốc khánh của Việt Nam và chúc cho các bạn Việt Nam gồm lao động tại Việt Nam, sinh sống tại Việt Nam có nhiều sức khỏe, dồi dào sức khỏe. Xin cảm ơn. 谢谢杨秘书长、大使以及我们的吴理事长，高雄市政府由我们的杨明洲理事长所率领的团队有。范局长、曾局长、黄局长以及侯院长，现场所有的贵宾、好朋友，以及来自越南的各位兄弟姐妹们，大家午安，大家好。请现场停下，大家的贵宾，我们在进行年会。首先，请代表高雄市议会来恭贺越南生日快乐，越南国庆。全国欢腾，我们在台湾也一起来庆祝越南的国庆。大家在高雄能够参加这样的活动，高不高兴？và một lần nữa xin được thay mặt thành phố, chính quyền thành phố Cao Hùng xin chúc mừng ngày quốc khánh của nước Việt Nam và hy vọng rằng là các bạn sẽ có một niềm vui trong ngày hôm nay. 希望在这里用心的办这样的活动。能够让所有的越南来的兄弟姐妹们喜欢高雄，认为台湾跟高雄都是我们很好的故乡。希望我们在这里产生的新下一代新台湾之子，未来可能是高雄的市长，也可能是台湾的总统。vâng và tôi mong rằng là thông qua chương trình này thì các anh chị em ở Việt Nam sẽ càng yêu quý thành phố Cao Hùng hơn.và biết đâu rằng là các con em của các cô dâu Việt Nam của chúng ta sau này sẽ trở thành thị trưởng tương lai, tổng thống tương lai của Đài Loan. Ý
也有可能是高雄市议会的议长。不容易到在这台里面的你是一个天国高雄，在这里祝福越南国庆，也祝福现场所有的越南的兄弟姐妹以及所有的贵宾身体健康，万事如意，喜欢高雄哦，谢谢。新闻员，你要顶住吧。市府的杨秘书长，还有我们香港音乐侯院长，中钢的翁总，然后李副总，还有我们好多好多的校长，还有庄董事长，还有我们各局处的首长，在场最重要的是我们越南的朋友们，你们在哪里？大家好吗？新平教比利巴达面平教高安琪恩人都别呢。嗯，当这个前几个月时候，我是越侨协会会长，特别来拜访市政府，提到说今年希望把国庆的庆祝活动移师到高雄。当时呢，就是陈局市长就说这件事非常的好，我们应该全力支持。稍微多日了给啊，其实啦，梦想啦，给庆祝敲门国庆国别南快忙连带高雄，提多个通报叫有报告叫把提请陈局把办哦，真的欢迎。所以呢，我们市府呢是在杨秘书长的领导之下，有我们的观光局，有我们的卫生局，有民政局、社会局、教育局、新闻局，那共同协助这一次国庆庆祝会。好吧，请你把的那个给庆祝的红太的那个是参加横人国的嘎嘎班案国请给那个高雄，因为国书令国小组国申请纷纷。就像刚才秘书长提到，除了在高雄工作的移工有一万多人，新住民本身有一万多人，新住民的二代也有一万多人。và cũng giống như là lời phát biểu của vị nghị sĩ lúc nọ, tổng thư ký có nói rằng là hiện nay thì ở Cao Hùng thì các bạn Việt Nam lao động ở Cao Hùng đã trên 10,000, những cô dâu Việt Nam ở Cao Hùng cũng trên 10,000 và thậm chí là các con em của các chị em Việt Nam của mình cũng đã trên 10,000 rồi。那对于新政府来说，就像刚才陈大使提到的，在新南向政策里头呢，高雄市是不折不扣的，叫做新南向的基地。và cũng như là sự thúc đẩy về chính sách nam tiến mới của chính phủ thì Cao Hùng cũng là thành phố miền Nam, cho nên là Cao Hùng cũng là một cái nơi rất là quan trọng để mà hướng đến thực hiện cái chính sách nam tiến mới của chính phủ Đài Loan。除了我刚刚说有那么多越南的朋友跟新二代新住民在高雄生活跟工作以外呢，其实我们中台湾南台湾的台商呢是在越南占的最多的台商。và cũng như tôi được biết thì hiện nay thì các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam thì phần lớn là đến từ miền Trung và miền Nam ở Đài Loan。陈市长一再说，每一个小朋友都要可以有学妈妈的话的权利。và theo lời của bà thị trưởng Trần Cúc có nói rằng là mỗi một con em của các chị em tân di dân sinh sống tại Cao Hùng đều có quyền được học tiếng của mẹ mình。所以这次越南国庆的庆祝会在高雄市举办是非常重要的，让我们的市民朋友，让我们的新住民、新二代都能够看到说，这个政府对于这个新住民的语言文化的保存跟传承是如此的重视。và cái chương trình hoạt động chào mừng quốc khánh ngày hôm nay diễn ra tại Cao Hùng rất là quan trọng, bởi vì chúng tôi mong muốn rằng là để cho các chị em cũng như là con em của các chị em đang sinh sống tại Cao Hùng chúng ta được giao lưu để bảo tồn ngôn ngữ tiếng Việt của mình tại Đài Loan。在高雄的各级学校里头都有很多越南的第二代都受到很好的照顾，今天在场有我们高雄大学王校长、高应大的副校长，还有我们的高中职的校长、国中、国小的校长，还有同学们，等一下都要站起来挥挥手。và hiện nay ở Cao Hùng thì các con em của chị em Việt Nam học ở tại các trường Cao Hùng cũng đều đón nhận được các cái sự chăm sóc rất là đặc biệt. thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều các vị hiệu trưởng là của từ các trường từ đại học cho đến tiểu học để đến tham gia chương trình hôm nay。请现场的灯光照一下，我们所有的校长，请站起来挥挥手。và đây là đội ngũ các vị hiệu trưởng của các trường từ đại học đến tiểu học tại Cao Hùng đến tham gia chương trình。请来自我们的中山工商、三信家商的我们的侨生同学们，请站起来。và ngoài ra thì còn có các bạn là sinh viên ngoại kiều đến từ các nước Đông Nam Á và đến để mà ủng hộ chương trình cho chúng ta。
请来自我们大寮国中的月二代，还有我们的妈妈们在哪里也站起来。大寮国中的这里。欢迎的爸爸呢，来自云南莲子湖大寮大寮。真的还有太多太多，我没有办法一一的介绍。那总之今天的这个东方之星这个国庆的庆祝活动就是为大家办的。vâng và còn rất nhiều người nữa nhưng bởi vì chúng tôi không thể nào mà giới thiệu hết được chỉ có thể nói là cuối cùng có thể nói rằng là đây là một cái chương trình rất là quan trọng và là cái cơ hội để chúng ta có thể giao lưu với nhau. 再一次感谢所有的赞助单位，所有大家的参与。我相信借由今天的活动，为了未来的台湾跟越南之间会建立更深厚的感情。那我们相信我们会透过对这个越南二代的培育，还有新住民本身在这里发挥他的才能，会让高雄市更加的多彩多姿。và một lần nữa xin cảm ơn các nhà tài trợ đã tài trợ cho chương trình và chúng tôi hy vọng là với chương trình này sau chương trình này thì sẽ càng thúc đẩy hơn cái sự giao lưu văn hóa mật thiết hơn giữa Việt Nam và Đài Loan và sẽ có nhiều cơ hội để mà quan tâm hơn đến các chị em Việt Nam cũng như là con em của các chị em Việt Nam tại Cao Hùng.再一次谢谢大家，我们感恩，谢谢。Nước Nam Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin phép được bắt đầu。我们庆祝越南国庆70周年联欢会正式开始。Vâng và kính chúc cũng xin được vật lý với các bạn là chương trình hôm nay thì có rất nhiều các tiết mục văn nghệ, ngoài các tiết mục văn nghệ truyền thống còn có rất nhiều các bài hát nhạc trẻ hiện nay và đặc biệt trong chương trình là còn có bốc thăm trúng thưởng với những phần quà rất là lớn đang chờ quý vị。今天的节目除了有传统正统歌曲的表演、流行歌曲和舞蹈等丰富的节目之外，还有最令大家期待的抽奖活动哦。铁粉仔，lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất。Sao quê
伴，可以很远，一定要对他爱在。谢谢我们的优秀艺人歌手洪信为我们带来这么精彩的表演。谢谢家。
biểu tượng về vẻ đẹp yên bình và thơ mộng của làng quê Việt Nam, và hình ảnh hứng dừa thể hiện một cái sự quây quần của gia đình, một sự hạnh phúc của gia đình ở làng quê Việt Nam. 哦，原来是因为越南的传统社会风气比较保守，非常注重家庭的观念，所以以每日平常的生活细节作为绘画艺术的主题，例如用街野纸来当作元素，代表男女分工，象征着积极乐观和家庭和乐幸福的意思。那接下来我们就用一段用街野纸为艺术一个意象的传统舞蹈表演为大家来展现。Thank you.
Tôi xin cảm chia thành hai lần bốc thăm. Lần thứ nhất thì sẽ xin mời bốc thăm 20 phần quà nhỏ và một phần quà lớn, đó là một tấm vé máy bay. Và đối với phần quà nhỏ thì do thời gian có hạn cho nên là xin lát nữa quý vị quan khách sẽ lên đọc số, và bạn nào mà đúng vào cái số của mình thì sau chương trình mời các bạn ra phía bên ngoài có một quầy lĩnh thưởng, chúng ta sẽ lĩnh thưởng sau đó. Và chúng tôi sẽ chỉ có mời bạn may mắn mà nhận được phần quà lớn nhất, đó là vé máy bay mà thôi. 提醒各位一下，待会我们最大的大奖是高雄越南的来回机票，但是被摸中的幸运儿必须要留在现场，要现场有在这边才能够领奖哦。